Chào bạn. Chào mọi người đã trở lại với kênh Tony TV. Có thấy cái gì trên bàn không? Dạ thấy. 6 lá phiếu bốc thăm tương ứng với 6 trò chơi khác nhau thì y như cũ. Team mình đại diện là một bạn là đây bốc thăm đi. Anh nhéo quá. Má Tiên, lần trước bốc thăm hơn nè. Lần này Phương Lê bốc thăm tiếp đi. Dạ. Con Tiên kìa. Thôi á Tiên, con nhượng chị bốc thăm đi. Dạ. Theo như trực giác của con gái thì cái lá thăm này là không có trò chơi vui nhất nè. Mở cái đi. Đó, thấy chưa? Bắn số. Dạ. Vậy mà bãi ra vui. Tiền chi tào tháo một câu thiệt là hay. Ủa, câu gì quan? Phàm những chuyện đại sự trong thiên hạ cứ về nhà hỏi vợ, vợ bảo sao thì cứ làm ngược lại, ắt sẽ thành công. Thôi, cho ông Tào Tháo này. Sao ông nói đúng vậy? Nhìn chung là mình cũng không có thích quay mấy cái clip bắn súng này đâu các bạn. Tại vì trên mỗi cái súng á đều sẽ được gắn một cái camera. Tới lúc mình edit á, mình ghép lại nhức cái đầu dữ lắm. Nhưng mà em thấy bắn súng vui mà anh. Cũng có nhiều bạn comment kêu anh là clip bắn súng kìa. Có thấy comment nào đâu trời. Một ngày trên kênh của anh Vinh á, biết bao nhiêu comment. Không lẽ anh rảnh anh đọc hết hả? Chốt lại là quay cái clip bắn súng các bạn ơi. Vậy lần này để điểm bắn súng của mình là ở đâu vậy anh Vinh? Anh sẽ cho mấy đứa em tự chọn map. Map là gì anh? Sao con dốt vậy? Map là cây súng. Tức là hôm nay anh Vinh cho tụi mình tự chọn súng để mà bắn đó. Cái con da đen này tao nói mày nghe ha. Mày là cái đứa dốt nhất ở trong team này mà nói nhiều nhất. Map là bản đồ. Tức là anh cho mấy em tự do lựa chọn địa điểm bắn súng. Muốn bắn ở đâu? Ở trong nhà, ở trong trường, hay là ở trong vườn xoài, trong công viên? Thôi anh ơi, quay phim ở chỗ đông người tụi em ngại lắm. Chọn map vườn xài đi anh. Vậy tụi em chọn map vườn xài, nơi đó bắn súng là lý tưởng nhất. Ok, di chuyển qua vườn xoài. Đi rồi. Chào mọi người đã đến với địa điểm bắn súng trong cái video này. Team con gái sẽ bắn súng là team con trai anh. Chính vì em biết team nữ bắn súng dở, cho nên trên tay của mấy đứa em mới ưu tiên cho những cái súng trường có sức công phá mạnh nè. Chứ cái đặc cách thứ hai là team nữ gồm 4 thành viên. Trong khi đó team nam mỗi team có 3 bạn à. Vậy hình thức thi đấu của vòng 1 sao anh? Ở trong khu rừng này sẽ có 2 con boss giữ những cái lốc nước yến như thế này nè. Nước yến gì mà sao em thấy cái lon nó quen dữ vậy anh? Nước yến xào Khánh Hòa Sanes nè. Vậy cái hình thức là tụi em làm sao để mà chiến đấu với 2 con boss đó, ít nhất bước ra ngoài cũng mang được một cái lốc nước yến này. Vậy okay. Lấy nhiều hơn có phạm quy không anh? Lấy nhiều hay lấy ít đó là do năng lực của mấy đứa cưng. Đồng thời số lượng nước yến mấy đứa mang ra nó cũng là phần thưởng cho mấy đứa luôn. Đội mũ vô cho team nữ giúp cái đi. Đi qua đây nè Tiên ơi. Bạn thấy chưa? Cái mũ đều có gắn camera hết nha. Rồi bấm cam lên. Cái chưa? Rồi. Gắn đạn vào súng hết chưa? Rồi luôn rồi. Chúc mấy đứa may mắn. Dạ. Á Tiên chơi game gì cũng bị lọt từ vòng 1 hết á. Hay là bây giờ con đi ra vụ mấy con boss rồi để mấy chị đứng ở ngoài bán. Mấy chị chơi gì kỳ vậy? Làm vậy chẳng khác nào thí mạng em rồi. Thôi, cuộc chiến sinh tồn mà, chơi công bằng đi. Mạnh ai đi bán? Mấy đứa đừng có lo, mình tới 4 người mà. Trong khi có 2 con boss à, nhào vô bắn cho nó chết luôn. Đúng rồi. Trời ơi, con boss đâu? Bắt đâu rồi. A few moments later. Thôi. Công lên luôn, công lên. Ủa mà lấy máu rồi kìa. Biến đi lấy cái máy. Lấy đừng có biến rồi nè. Yeah. Lấy thử rồi nè các bạn. Vậy là còn 3 đứa sống hả? Họ chỉ phụ vậy hả? Tiểu Dương cũng được một lốc luôn, vậy là 3 bạn này vượt qua được vòng 1 rồi. Còn riêng chị Thảo thua luôn rồi anh ơi, nghĩ sao 2 con boss tấn công có mình em à? Chắc giờ ăn ở rồi. Đội nữ chơi dở thì các bạn vô lấy được có con lốc nước yến à. Một tay cầm súng, một tay còn lại cầm cái lốc nước yến không có dễ đâu nha cưng. Đội nam tiếp theo. Đây, 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 đây.
bạn này giơ tay trước nè. Đội mũ lên. Gỡ ra, đội vô. Rồi, đưa xuống. Lấy súng này. Rồi, đi tấn công đi. Lấy súng nào. Rồi, đi qua đi cần. Đây. Đây đây. Chúc may mắn nha. Dạ. Anh em lưu ý nè, rút kinh nghiệm từ cái đội nữ. Quy tắc á là mình chỉ cần lấy nước yến, chạy ra khỏi cửa là thắng rồi. Không có ngu đâu mà đi liền mạng với mấy con bớt. Phương pháp của mày hay đó, nhưng đó là phương pháp an toàn. Cùng lắm cũng giống như mấy đứa con gái lấy được con lóc nước yến à. Tao thấy Ngọc nói đúng á. Cái biện pháp nào mà nó càng ít rủi ro thì cái phần thưởng nó càng ít. Vậy nên tao có cái ý tưởng vậy, không biết tụi bay dám làm không? Ý tưởng gì vậy? Gì? Mày nói luôn đi Quang. Bây giờ ba anh em mình đi vô tiêu diệt hai con boss, rồi sau đó lấy hết nước yến đem ra. Ok chơi không? Mày. Ok, để luôn mày. Đi. Kìa mấy con boss nặng kìa. Đóng lên, tiêu diệt hai con boss. Ai ơi, nó bùng bể các bạn ơi. Ai ơi, đại con em ơi. Mệt quá tay luôn. Một câu nè. Mạo câu nè. Con đó không chắc. Con rồi. Con rồi. Yeah. Hai con bạn ơi. Mình chụp tí câu hẹn thì con bắt đỡ luôn bạn ơi. Yeah rồi. Rồi đi này. Rớt đi em rồi. Nè. Tao ngồi lấy một từng lóc. Quen ba lóc đi. Quen lấy gì hết luôn. Rồi. Chị ra đề quá trời luôn nè. Rồi bỏ vô Ngọc ơi. Chắc lên đại ơi. Mấy con boss này yếu quá. Nè Ngọc lóc nữa đây. Thằng ơi, sao đem được nhiều nước yến hay vậy? Em bóp bể ba cái bong bóng luôn, anh thấy em giữ không? Giữ gì? Mày có còn cái bong bóng nào trên đầu đâu. Ủa? Trời ơi. Hồi nãy mày bị con boss đỡ bóp bể hết bong bóng rồi còn gì. Ai ơi, nó không bể các bạn ơi. Mệt chưa quá tay luôn. Mở câu nè. Mở câu nè. Thấy nó ôm nước yến với chia nước yến tưởng đâu nhiệt tình, hóa ra ảnh chết mà ảnh chưa có biết. Trời ơi, con gà này tiếp anh theo là tao đậu của em. Rồi tao dạy lóc nước yến nha. Cho nó một lóc nước yến. Ừ, cảm ơn nghe. Rồi ha, thôi nữa về nhà nhớ đưa mấy lóc lại cho người ta nghe trời. Ôm về nhà hết luôn đi. Rồi đổi mũ qua cho nó. Đây đây đây, mũ đây. Đây Ngọc. Đây đây đây. Đổi vô cho tao, đổi vô. Đây một cái mũ nữa đây nè, đây nè. Đổi lên đi. Đây cầm cái bông bóng màu cam gắn lên luôn giúp cái nè. Rồi đi qua bờm kia đi, chúc mấy đứa thành công nha. Dạ. Đây đây. Rồi đi thôi. Chúc may mắn nha. Dạ. Nha. Anh em, mục tiêu của mình là tiêu diệt hai con boss để lấy hết đứa yến Khánh Hòa Sonet luôn. Kiểu này trong ba anh em mình cũng có một đứa chết y như người đại vậy đó. Thôi ai làm gì làm, còn tôi á vô trong đó lấy một lốc nước yến rồi bỏ chạy à nghe. Hoàng Hùng này nói có lý, thà vô trọng lấy một lốc nước yến rồi chạy ra còn chơi vòng 2 vòng 3 tiếp. Ừ, hợp rồi. Lý nè. Đi. Đi đây. Ôi hai con boss kìa. Rồi. Yeah. Hai con boss được các bạn ơi. Vũ Anh, tỉa đi Vũ Anh ơi. Dạ. Kìa nó kìa nó kìa. Nó kìa nó kìa. Từ từ. Từ từ lấy vô nha. Nó kìa nó kìa đi. Từ từ. Từ lấy vô nha. Đang. Một cây. Hai cây. Chạy đi nè, chạy đi. Bỏ đi anh ơi, chạy đi. Chạy không quá. Chạy. Game over. Thua luôn rồi. Anh Vinh ơi, tụi em có nước yến nè. Chúc mừng anh nào. Chúc mừng Tiểu Hùng. Ủa, tao đánh giá mày cao nhất trong đội luôn, sao giờ bị lỗi rồi Thanh? Sao vậy Thanh? Cái thằng Hùng á là nó bánh bèo nhất trong tim nè. Nó còn để được ba cái bong bóng trên đầu. Mày là cái hàng bắn hay nhất sao thua rồi? Quân Ly, từ từ hãy vô nghe. Bang, một cây, hai cây, ba cây, tư
đừng có đi. Chạy một cái, trời ơi một cái, hay quá, một cái nào bệnh. Run. Thua luôn mày. Vậy là Tiểu Hùng với Thành Ngáo vô vòng tiếp theo. Trận 2 này là cuộc thi đấu đội. Sao giờ lẻ 7 thành viên rồi chia bộ làm sao? Tưởng gì, 7 người dễ chia mà anh. 4 đứa con gái chia một đội. Tao là chơi thẳng đó. Tao biết mày thẳng rồi, ở đội nữ đi. 3 đứa con trai chung một đội, vậy là đấu được rồi anh. Mấy đứa, chịu không? Dạ chịu. Chịu thì giờ đội mũ lên, đeo bong bóng vô vớt đi. Thôi anh Vinh ơi, cho tụi em 5 phút giải lao đi uống nước yến đi. Mệt lắm luôn rồi đó. Đúng rồi, nắng nóng mệt. Rồi, giải lao 5 phút để chuẩn bị tiến vào vòng tiếp theo. Dạ. Nước yến này ngon hết Phương. Dạ. Ngon không? Ngon. Bắn súng có chút xíu à, mà sao anh thấy cưng mệt như vậy á Tiên? Tại vì hôm qua mới tiêm vaccine ngừa Covid cho nên hôm nay em còn hơi mệt. Vậy cưng coi uống nước yến nhiều nhiều để mà phục hồi sức khỏe nha. Dạ. Nước yến sò Khánh Hòa Sanet này nè, có tới 18 loại acetamin giúp bồi bổ cơ thể, phát triển trí não và tăng cường miễn dịch đó. Hey, nó còn có nhiều tác dụng khác nhau lắm nha. Giúp ta tăng cường trí nhớ nè, rồi kích thích tiêu hóa, bổ sung lượng lớn khoáng chất tốt cho cơ thể con người nữa đó. Thiệt không mày? Thiệt. Vô cái nè. Vô nào. Cho tôi thêm một lon nữa nha. Lấy đàn lon quan. Anh lon vừa lon. Đây. 5 minutes later. Lon bông lon lầu. Mà lấy thâu thâu cam sấy vẫn bay yêu. Wow. Ngầu quá anh Hùng ơi. Đó. Chính là thần thái của đội trưởng đây nè. Cái gì má? Trời nắng mặc áo khoác vô cho đỡ đen. Vương, chị bắn tay chị làm đội trưởng đi. Không mấy ơi, mạnh ai mới bắn đi mấy ơi. Vậy tóm lại là team mình chia nhau ra để tập kích nàng con trai. Ngồi đi đi, phía bên đây nè. Quang ơi, hả? Mày làm chuyện gì cũng phải chừa đường lui chút xíu chứ. Chứ mày đẩy Hùng qua đội bên kia, giờ đó nó thành 4 người luôn rồi kìa. Số lượng thì đông, nhưng mà chất lượng thì lại kém. Tóm lại một chữ thôi. Tự nhiên tới là một chữ rồi gáy là sao? Tức là gà đó. Anh có góp ý vậy nè, đã là đấu đội thì mình phải đi chung với nhau, chứ tách lẻ ra là dễ bị tiêu diệt lắm. Hợp lý á. Thôi mình chờ lưng nhau đi. Rồi trời ơi, sao ba thằng như vậy? Rồi sao bắn lại? Thôi chứ cẩn thận nha, cẩn thận nha. Biết rồi, yên tâm. Ôi, thằng Hùng đây vậy? Sao vậy đây nè? Mày à? Quăng lên em ơi. Thằng gà. Thằng bắn một thằng. Mày hên lắm mới được tóc tích lẻo đó. Đi rồi. Làm IQ 200. Đi rồi. Tiến công lên rồi. Đi anh em ơi. Còn 3 đứa nữa là tụi mình chiến thắng rồi anh em ơi. Ủa, bong bóng trên đầu anh đâu anh Ngáo? Ủa, mà nãy Hùng nó bắn anh bởi có một cái bong bóng mà phải không mấy đứa? Đúng rồi. Mà coi chừng nó bớt cái đạn đâu. Coi chừng nó bớt đạn á. Đạn kiếm đi. Rồi. À, đây nè. Hên quá. Gặp mấy đậu kia nó thấy bong bóng của mình nó bắn. Tao mình mất mạng rồi. Tập trung vô, cẩn thận nha, cẩn thận nha. Biết rồi, yên tâm. Quay tàu luôn đây vậy. Quay vậy đó. Mày à. Quăng lên em ơi. Thằng gà. Bắn một thằng. Mày hên lắm mới được tóc tích lẻo đó. Đi rồi. IQ 200. Đi rồi. Tiến công lên rồi. Giờ mình ngồi để phục kích nha. Đúng rồi đó. Gậy đạn sẵn hết chưa? Đúng rồi. Sao tim? Đợi team nam tới. Không biết sao nữa.
nghe tiếng rồi, nghe tiếng rồi đó. Máy bù lùm nha anh em. Trong máy bù lùm đó nha, cẩn thận, cẩn thận. Rồi. Quan sát kỹ vô, tập trung vô. Có chừng á. Bây giờ là ba đã qua đó. Cẩn thận anh em ơi. Có chừng á nha. Chiến. Quan sát kỹ vô. Đây đó. Chúng vô anh em ơi, bắt đi anh em ơi, bắn một cái rồi, hai cây, bắn đi anh em ơi, yeah, một người đi ra, chúng vô lại rồi, bắn nè, bắn lại không, game over. Xin nhận thưởng nè. Đây. Đây. Rồi. Thắng rồi. Dễ dàng luôn á. Rồi. Đội nó tôi rồi. Phần thưởng vẫn là nước yến xào Khánh Hòa Sanes thôi em. Em bắn bể được bao nhiêu cái bong bóng vậy? Em bắn bể được 7 cái bong bóng, 3 cái cung Dương nè, 2 cái cung Tiền với 2 cái cung Phương nữa. Mình là bắn được 2 cái bong bóng nha các bạn. 1 cái cung Tiền với 1 cái cung Phương. Ê, cái thằng mập địch này bắn bể mấy cây? Em không bắn được cái nào hết trơn à. Ủa, tính gào nãy mày là cái thằng bắn sôi nổi với nhiệt tình nhất luôn á. Vậy mà mày bắn không bể được cái bong bóng nào hết luôn. Còn gì nữa đâu mà khóc với trầu. Coi đi về nhà ngủ luôn đi thằng mập ơi. À, thì cái phần thưởng sẽ dựa theo cái trình độ bắn súng của các thành viên ở vòng này nha các bạn. A Ngọc đỉnh nhất, tặng cho A Ngọc một thùng nước yến đây. Ôi trời ơi, nặng lắm á, cầm đi nha. Rồi em ơi, thôi kệ, khuyến khích cho nó hai lốc nước yến đi. Rồi lấy đi qua. Xe tú rồi đúng rồi. Ôi em xin ơi em. Ngáo bắn bể hai cái, tặng cho nó một dĩa đi. Em ngáo ơi. Chúc mừng. Quên nữa, các bạn nữ ở đây có thể chia sẻ cái cảm xúc lúc này của mình cho khán giả ở đây nghe không hả? Công nhận thù con trai bắn hay thiệt. Chỉ một mình thằng Ngọc thôi là nó bắn bể ba cái bong bóng của mình. Ngoài ra còn bể thêm mấy cái bong bóng của mấy đứa kia nữa. Em cố gắng bắn dữ lắm rồi đó, vậy mà vẫn thua. Đầu tiên á là tụi mình chia ra để mà tập kích, sau đó tụi mình suy nghĩ lại chuyển sang bắn tập thể, vậy mà vẫn thất bại. Rồi không sao, mấy em thất bại này nè, lấy một cái lon nước yến ở đây uống đây. Chia sẻ niềm vui ra. Rồi thì các bạn ơi, lễ này nè, ở nhà mình hãy mua nước yến xào Khánh Hòa Sanes về uống nha. Còn bây giờ thì đừng quên đăng ký kênh, bấm like và bấm vào cái chuông nha các bạn. Hẹn gặp các bạn clip tiếp theo. Đây. Xong rồi cu tí ơi, đổ keo epoxy vô em ơi. Đây. Tác phẩm thứ ba của anh em mình không có được thất bại nữa. Rồi. Trời ơi, nó muốn đặt luôn rồi. Không sao, hy vọng hồi nó sẽ thành công nha các bạn. Giới thiệu với mọi người, đây là những cái sản phẩm thất bại từ hồi sớm tới bây giờ đây. Đó. Rồi. Lần này mình sẽ ngồi ở đây mình đợi luôn, không đi đâu nữa hết á. Chí đâu ta? Hồi nãy em thấy ảnh đem cái đèn ngủ lên phòng của anh á. Ủa, nó lên phòng ngủ tao làm gì? Em cũng đâu đi biết đâu. Đi cảnh coi coi. Rồi đem đi. Trời. Ê. Xuống dưới coi phim. Sao đang ngủ vậy? Mệt quá tao ngủ quên. Anh xuống dưới mày nồi chứ gì. Trẻ lên lên.